cũng khó để có thể đánh giá là nam hay nữ thì sẽ ít rủi ro hơn bởi vì rõ ràng là chị em mình á, thì được một cái lợi thế là gì mình đã có một cái quãng thời gian mình trải nghiệm với cái việc quản trị tài chính trong gia đình đâu đó mình cũng sẽ có tư duy mình cũng sẽ có công cụ mình có cách làm riêng của mình rồi nhưng mà phụ nữ thì lại đi đôi với cảm xúc đấy nó lại có cái điểm yếu đấy mà khi cảm xúc thì nhiều khi cái sự ra quyết định của mình ấy nó lại thiếu đi cái sự thực tế khi mà mọi người thành công thì mọi người cũng dễ bị thất bại. Mình uh, bị uh, cảm xúc mà, mình thấy nó hưng phấn quá thế mình cứ lao đi lao đi mà mình mất kiểm soát. Chính vì vậy nên là uh, đối với các chị em khi mà đã quyết định kinh doanh thì chúng ta cũng cũng cần phải biết rằng là cái điểm yếu của mình là gì là cảm xúc, là cái 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 việc mà mình có thể dễ mất kiểm soát khi mà mình đi trên cái con đường kinh doanh à, rút từ cái bài học của mình thì em luôn đưa ra những cái ý kiến những cái lời khuyên dành cho tất cả các chị em khi mà bắt đầu khởi nghiệp hoặc là trong quá trình mọi người kinh doanh là gì là à, cố gắng làm sao xây thật là vững cái móng của mình và luôn luôn có một cái ý thức trong cái việc là trau dồi thêm kiến thức gia tăng thêm các cái mối quan hệ kết nối với những người mà à, Mọi người cân bằng được cái điều đấy, mọi người làm tốt được cái điều đấy và mình học hỏi được cái việc đó. Mình học hỏi thì mình sẽ vận dụng được cho cá nhân của mình, giảm thiểu được những cái rủi ro trong quá trình mà mình kinh doanh và mình sẽ có được một cái thành công nó bền vững và nó lâu dài ạ. Global Holdings, kiến tạo mạng lưới nữ lãnh đạo thân vượng.